chúng nghe thầy nói rõ không ừ, ừ, kính mời đại chúng niệm phật cầu gia bị nam mô bổn sư thích ca mâu ni <Nhạc> phật <Nhạc> sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hai vị đà phật hôm nay mời đại chúng tiếp tục với nội dung cuối cùng của phẩm ba pháp ở trong A Tỳ Đạt Ma tập dị môn thúc luận đó là ba ác giới à, xin lỗi ba ác hành cho đến ba giới chúng ta lật ra tài liệu trang số 94. đầu tiên chúng ta à, chúng ta hiểu ba ác hành là gì <laughs> ba ác hành ở đây á gọi là thân ác hành ngữ ác hành và ý ác hành thân ác hành ngữ ác hành và ý ác hành chúng ta tu tập đầu tiên chúng ta khởi ý niệm ly dục ly ác bất thiện pháp thì ba ác hành này nó thuộc vào những điều ác mà chúng ta phải nỗ lực rời xa. Muốn rời xa nó, chúng ta phải xác định nó là gì. Đối tượng mà chúng ta cần phải rời xa đó là gì? Đó là thân ác hành. Thân ác hành là gì? Đó là đoạn sanh mạng, lấy vật không được cho, dục tà hành. Đây là ba ác hành chúng ta định nghĩa đoạn sanh mạng tức là mạng sống của chúng sinh nó cố duy trì tiếp nối mà chúng ta đoạn trừ chúng ta ngăn cản cái tiến trình tiếp nối sự sống của nó đây gọi là đoạn sanh mạng như vậy đoạn sanh mạng phải được hiểu đối tượng là vô lượng hữu tình trên đến chư phật thánh nhân À, dưới đến loài bò bay mấy cửa chứ không phải chỉ hướng tới loài người mà à, thọ trì còn các loài vật khác thì chúng ta được quyền giết hại chúng ta hiểu cái chữ đoạn sanh mạng này nên là cái mạng sống của chúng sinh nó nỗ lực ăn uống à, tìm cách à, duy trì tiếp nối à, chúng ta dùng cái phương tiện của mình để chúng ta ngăn chặn cái sự tiếp nối đó và đó cũng là một trong những lý do mà chúng ta chuốc lấy hệ quả là bệnh tật đau đớn và chết yếu tại vì mạng sống của chúng ta lẽ ra tới chừng đó nhưng chúng ta gây nhân đoạn sinh mạng do vậy cái nhân đó mã hóa trở thành một hạt giống bất thiện hạt giống bất thiện đó nó ngăn chặn nó ngăn chặn cái sự sống của chúng ta thứ hai là lấy vật không được cho bất luận là vật gì chúng ta di chuyển khối cái vị trí của nó không được sự cho phép thì chúng ta gọi là lấy vật không được cho ví dụ như đi vào ở trong chùa tổ sư có dạy tiền tiền bái trú trì hậu bái thích ca à nghĩa là sao tại sao mà phải bái trú trì trước rồi sau đó là mới lễ phật bởi vì thầy trú trì là người nhiếp chúng là người nhiếp chính tức là cái người côi sóc toàn diện công việc mà mình không có trình diện với họ tự nhiên mình đi vào trong điện phật thì không biết rằng là có ai nghi ngờ mình lấy trộm gì không. À, như vậy cho nên cái phép tắc ngày xưa là tiên bái trụ trì, hậu bái thích ca. À, có người Phật tử nói như vậy thì thầy trụ trì không lý nào phước đức to lớn hơn Phật thích ca. Chúng ta hiểu như vậy là hiểu sai. À, bởi vì trên nguyên tắc của điều hành làm việc thì chúng ta hiểu rằng phải trình diện với cái người coi ngó trước bởi vì sao bởi vì nó có những cái tình trạng là người ta gian manh trộm cắp di chuyển cái vật không được cho nhất là ở trong tập thể chúng ta thấy điều này rõ hơn ở trong một số bạn bè bởi vì sao bởi vì bạn bè chúng ta nó giới hạn và trong tập thể nhất là chùa chiền tự do thì người ta hay phạm cái này nhiều nhất nhìn thấy nhiều nhất còn còn dân mà trộm cắp nó rõ ràng rồi trong xã hội thì chuyện đó không có gì để bàn nữa còn chữ dục tà hành dục tà hành tức là tà hành trong các dục chữ tà hành trong các dục này các dục này á, gồm có tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ mà chúng ta buông lung ở trong đó thì gọi là tà hành trong các dục nối gọn là dục tà hành tất cả những điều đó được gọi là thân ác hành <laughs> lại hiếu theo một phương diện khác đoạn sanh mạng lấy vật không được cho phi phạm hành chỗ này nêu rõ phi phạm hạnh cái chữ phi phạm hạnh này á là chúng ta sống ân ái vô độ đây gọi là phi phạm hạnh hay là không không được phép phi pháp vậy là phi phạm hạnh <laughs> tại sao như vậy bởi vì ở trong dục vốn không có hạnh phúc nhưng chúng ta khởi tâm điên đảo mê lầm nghĩ rằng ở trong dục có hạnh phúc và chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở trong dục. Mà giới hạn trong năm giới còn còn cho phép. Còn ở đây chúng ta sử dụng vô độ. Tham chứng tỏ tâm chúng ta bị lòng tham nó kiết sử. Mà nếu như bị cái tâm tham nó kiết sử gây ra những nghiệp như vậy. Thì không thể nào giải thoát khổ đau mà đặc tính của môi trường dục giới nó là cái môi trường để cho những hạt giống đó được nảy mầm lý tưởng chúng ta ra ngoài ba cõi mà mà tạo cái nhân giữ chân mình trong ba cõi làm sao chúng ta ra được chúng ta hiểu nhân hiệu quả như vậy thì chúng ta biết mình tạo cái gì nhân gì trong mỗi ngày lại nữa những gì là thân nghiệp bất thiện những gì là thân nghiệp được dẫn bởi phi lý những gì là thân nghiệp chướng ngại định đến đây chúng ta thấy chúng ta tu tập cần phải phát triển điều lành cần phải, phải đạt đến chỗ chánh lý để để mà chúng ta tăng trưởng thiện căn hoặc là chúng ta chúng ta làm sao để cho mình nhanh chóng thành tựu các cái phẩm phẩm vị trong trong thiền định đó là những nền tảng quan trọng để giúp chúng ta ra khỏi sanh tử nhưng mà bây giờ chúng ta làm những cái nhân ngược lại với những điều thiện đó gọi là thân bất thiện những gì là thân nghiệp được dẫn khởi phi lý nó không phải được dẫn khởi bởi thánh đạo dẫn khởi phi lý những gì là thân nghiệp chướng ngại định thân nghiệp chướng ngại định là chúng ta làm bất cứ cái gì mà nó gây trở ngại cho thiền định thì đó gọi là thân nghiệp chướng ngại định tất cả những điều này được gọi là thân ác hành như vậy, ở trong nội dung thân ác hành, chúng ta hiểu ba khía cạnh. Thứ nhất, là nó, nó gần như là năm giới của người Phật tử tại gia. Thứ hai, là nó nêu rõ hơn, chỉ rõ hơn có yếu tố là phi phạm hành. Và thứ ba, là nói chung những gì gây chướng ngại cho thiện, cho cho, cho chánh lý và cho thiền định giải thoát thì ở đó chúng ta được gọi là thân ác hành như vậy chúng ta chúng ta học tới đây chúng ta tác ý lên chúng ta phát nguyện chúng ta sống không vi phạm những điều này và hay là chúng ta thọ trì những cái lời dạy này trở thành một cái phương châm trong cuộc sống của chúng ta nên nó có một số cái thách đố mà chúng ta phải vượt qua. Thưa các vị, ví dụ như thế này. Bản thân thầy một 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 chứng nghiệm nghĩ rằng mình đã sanh tử nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và từ ở trong chùa tới ở ngoài, từ nhỏ tới bây giờ, chứng kiến quá nhiều thứ đảo điên đổ nát cho nên chỉ muốn chấm dứt cái cõi sanh tử này và không muốn một kiếp tái sanh nữa do vậy có hơi thở nào còn tồn tại thì ráng làm việc việc tốt việc lành đây là một lời sách tấn có một số thầy còn trẻ nhiều khi không có đủ cái nghị lực này hay là cái sức tinh tấn. nhưng mà nếu như các thầy nghĩ như vậy một thời gian rồi nỗ lực làm một thời gian À, khoảng 10 năm 20 năm nữa thì các thầy sẽ vượt khỏi thầy luôn trong thời điểm này và à, như tối hôm qua nó mệt quá, chuyểnn à, lên phải ngủ ngồi thực sự sáng dậy là cũng có khởi cái ý nghĩ nói thôi à, để cho đại chúng nghỉ một bữa nhưng mà nghĩ à, thiện phẩm chúng ta có được À, và bản thân của thầy cũng có được ở trong đó Vậy thì tại sao phải 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 thối lui mà không nỗ lực hơn một chút cho uhm, nên nó là nó mới thực hiện được cái buổi giảng hôm nay thì uh, chúng ta chúng ta hiểu là uh, thân thiện hành thiếu một cái ý nghĩ tinh tấn uh, thiếu một sự nỗ lực thiếu một sự quyết tâm thì cái 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 thân đạt đến chỗ thiện hành của chúng ta nó khó thực hành lắm mà chúng ta sẽ buông xuôi theo cái cái ác hành hoặc là cái trạng thái nó cầm chừng nó không có vươn lên được một ý nghĩa thôi cho nên tâm dẫn đầu các pháp là vậy đó tâm làm chú tâm tạo mà thọ trì một câu đó thôi cũng đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, bây giờ nói tới phương diện ngữ ác hành. Ngữ ác hành là sao? Đó là lời nói hư dối, lời ly gián, lời thô ác và lời tạp ế. Chúng ta hiểu đây là bốn phương diện ở trên lời nói. Lời hư dối, miêu tả sai sự thật. để vì mục đích tham cầu cái gì đó. Thì đây gọi là hư dối, hư ngụy dối trá. Một lời nói dối đùa giỡn cũng không nên. Đừng đừng nói chi là mình dùng tâm nói dối. Chúng ta thấy thái tử Tất Đạt Đa từ khi nhỏ tới lúc thành Phật, ngài không có nói dối câu nào trong kinh mà chúng ta biết điều đó đó là khi gặp năm anh em kiều trần như ngài nói này các hiền giả từ khi trong cung vua cho tới khi rời khỏi ta các người các hiền giả đã từng đã từng thấy đã từng nghi đã từng nghe ta nói dối hay chưa hành hành dối trá hư dối hay chưa thì lúc đó bản thân của họ bằng trí bằng trí nhớ mà chứng nghiệm là không có điều đó đó là một cái điều quan trọng để cho các hiền giả họ chấp nhận lắng nghe lời dạy và sự giới thiệu cảnh giới giải thoát của Phật thứ hỏi nếu như không có cái câu đó thì liệu họ đã lắng nghe hay không và họ không lắng nghe thì giáo pháp của ngài đã liệu có căn cơ nào căn tính nào uh, thọ trì được hay không cho nên uh, chúng ta thấy uh, phương tiện hoàn pháp tới như phật uh, còn phải dùng cái nền tảng của không hư dối đây là một giới rất khó làm nói dối theo thói quen nói dối để tự để bảo vệ một cái một cái một cái tham nào đó cái sân nào đó cái si nào đó của mình à, chúng ta không phải học điều này để chúng ta chấm điểm ai mà chúng ta sôi sáng lại lòng của mình tự mình có bị như vậy không bị như vậy không thì mình ráng bỏ dần dần cũng không phải dễ dàng gì bỏ được đâu nhưng mà ít nhất là trong những chuyện nhỏ nhỏ vụn vặt là phải trang nghiêm rồi dần dần tới những chuyện lớn Tới những việc đối diện với sanh tử Chúng ta cũng không có sợ gì mà mà phải nói dối. Nói trái với tâm của mình. Chẳng hạn như. Uh, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Ngài là một, một vị trí thức Phật giáo. Thời trung đại. Đáng để chúng ta tôn thờ. Các vị nghĩ xem. Đứng trước vua Đại Đường mà các đại thần đều thi lễ ba lệ chiến bái còn ngài thì không lễ vua hai luận lý này không đơn giản chút nào Cá đại thần quyền lực của họ và luận lý của họ rằng tất cả đều là con dân của vua cho dù anh làm gì làm anh là tu sĩ nhưng mà anh vẫn là là con dân của quốc gia mà nghi thức của quốc gia là lễ vua tại sao anh không lễ vua và chúng ta thấy ngài nêu cao một cái 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 chân lý đó là gì là trên đầu thờ Phật không có thi lễ ai được nữa Tại vì lễ ai đều phải cúi đầu mà trên đầu thờ Phật. Mà thi lễ người khác chẳng khác nào bác đức Phật lễ người hay sao? Cho nên sa môn bất bái quân vương. Nếu như muốn giết thì cứ giết. Còn tâm tánh tâm của Ngài là hướng trọn vẹn cho Đức Phật. Một tinh thần chúng ta thấy đáng để tôn thờ đối diện với trước cái quyền lực to lớn như vậy mà đức vua phải phải trấn an các đại thần mà chọn mà tôn trọng lý tưởng tôn trọng cái quan điểm của ngài hiền trang thì cũng là một việc làm không có dễ dàng tại vì một quan điểm mà nó đi ngược lại với đại đa số quan điểm ở trong triều chính nhà vua cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đức vua cũng bị thuyết phục. Bị thuyết phục bởi bởi cái sự tuyệt diệu của đức Phật và và cái đầu của người tu sĩ là để tôn thờ Phật. Mà trong tâm chúng ta thường hay tôn thờ Phật thì chúng ta không có tôn thờ cái gì khác. Cho nên quy Phật, bất quy thiên thần quý vật không có tôn thờ cái gì khác nữa mà chúng ta tôn thờ Phật thì chúng ta sẽ thành Phật bởi vì Phật ở đâu Phật ở trong tự tâm của chúng ta và do vậy mà chúng ta tinh tấn tột độ để chúng ta trở về với Đức Phật trong tự tâm thành ra một bên là sự và một bên là lý à, lý sự viên dung vô ngại pháp giới nó mới thành tựu được. Cho nên những trên những phương diện này chúng ta mới thấy được là ngài không có hành hư dối. Cho nên thầy dạy các thầy đệ tử ở chùa Phước Long từ thầy trụ trì xuống ở dưới không có để cho cái hình ảnh của một tu sĩ dậu nhỏ nhất là lạy cha mẹ trong ngày Vu Lan. Không nên nhầm lẫn giữa cái hiếu với trên đầu mình đang thờ Phật là người con nào tôn thờ hiếu với là cái hiếu chính nghĩa chứ còn cái hiếu mà nó sai sai quái thì không nên nhưng mà khuyến khích cha mẹ quy y tam bảo đó là đại hiếu đem hình ảnh của một à, tu sĩ à, ba lạy cách ái ly thân bước lên đường học đạo và trở thành một trong ba ngôi tam bảo đại diện cho ba ngôi tam bảo mà là đi lấy bất cứ hình dáng của người thơ tục nào thì đều trở thành trái ngược với chánh pháp chỉ có một lần tại bồ đề phật quốc mẹ của thầy mất tâm nó khởi lên cái niệm xót thương sinh ra từ nhỏ xuất gia không phụng dưỡng được Giờ đây đối diện với với đại giới đàn cần phải dẫn dắt tác thành công đức thánh giới cho đại chúng mà cũng không thể về Việt Nam trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Cho nên phải thiết lễ kỳ siêu ở tại nơi mình đang sinh hoạt. Không lý nào nhờ người Phật tử nào đứng ra để mà lễ lạy. Nó thật là khó coi. Bởi vì họ không phải là con của bà Còn mình thì sao Nhưng mà lúc đó thầy Cũng không có dám đắp chiếc y ở trên thân Không dám đắp y Là một cái ngũ ý Là giờ đây tôi là Tạm là một cái người thế tục Trong cái hoàn cảnh này Tôi đóng vai như là một cư sĩ phụng hiếu Chứ không có được đem cái 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 đem cái mà đó là một người chết chứ không phải là một người còn sống <laughs> nó như vậy đó, cho nên ở cái mức đó thì trong trường hợp đặc thù đó thì không không ai có ý kiến, cho nên cái, cái cái sự hư dối á cái sự hư dối có khi nó gây áp lực hoặc có khi nó làm cho mình nhầm lẫn, nếu chúng ta tu trì tịnh nghiệp tới chỗ một vị bồ tát đọc lên một câu nó tống trì tất cả pháp nó thâu nhiếp tất cả nghĩa thì câu đó gọi là thần chú mà gốc rễ của thần chú là bất hư dối thành ra chúng ta đọc một câu này đừng đừng coi thường đừng coi thường cái lời nói hư dối mà chúng ta hành trì à, chúng ta sử dụng cái lời nói hư dối mặc dầu chúng ta có được cái gì đó lợi lạc trước mắt hoặc là chúng ta thủ đắc được cái gì theo ý mình muốn nhưng mà tai hại của nó là lâu dài ở trong tự tâm của chúng ta và công đức thánh thiện nó không có thể nào sinh khởi được trong môi trường hư dối lời ly gián chữ lời ly gián này là vì mục đích tham sân tật đố mà chúng ta làm cho hai bên ly gián ân nghĩa Thứ ba là lời thô ác. Lời thô ác này nó được thắp sáng lên, nó được vận động bởi tham sân. Tức là tâm khởi sân nối lời thô ác thì đó gọi là lời thô ác. Còn tâm không sân mà nối lời thô ác thì đó chính là phương tiện giáo hóa. Như Đức Thế Tôn cũng nói những cái lời rất là thô cho một số kinh cơ thô nhưng mà tâm của ngài không khởi sân. Cho nên nó không phải thuộc loại là lời thô ác. Đây là một cái điều rất là khó làm. Rất khó làm. Có một vị sư mà thầy có nghe. Vị sư này á. À, khi dẫn lên ngôn ngữ thô ác thật là khủng khiếp. Nhưng mà hiếu sao là gương mặt vừa nói lời thô ác mà cứ luôn luôn là tươi cười, cũng thật lạ. Và hỏi này có tức giận không? Nói vị uh, thầy này nói rằng là mấy người đó thì phải nói như vậy thôi chứ tức giận đâu mà tức giận. Nhưng <laughs> mà mà vừa cười mà vừa nói những cái ngôn ngữ nó thật là khủng khiếp. Thì cái điều này có thể là một chút phương tiện nhưng mà cũng không có nên là 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 sử dụng nó thường xuyên hay là thứ sử dụng ở trong cái bình viện rộng mà ngày hôm nay thì truyền thông nó lan tỏa dữ lắm truyền thông nó lan tỏa dữ lắm mà truyền thông nó lan tỏa thì nó ảnh hưởng chung cho người khác chứ không đơn giản gì là là chỉ bản thân mình thôi tiếp theo lời tạp ế lời tạp ế tức là những cái lời cái ngôn ngữ mà nó không nó vô nghĩa nó tạp nham những cái vấn đề chính cần nêu ra để nói thì không có nói đem vấn đề chính ra mới có nói một câu thì 10 câu là cái vấn đề phụ rồi hoặc là nói những cái lời tạp nham vô ích tạp nham vô ích và những lời tạp nham vô ích này nó khiến cho cái tâm tầm và tứ nó phát triển những lời tạp nham này nó không có phải là thể hiện cái tố chất viễn ly cái tố chất ly dục ly ác bất thiện pháp. Thành ra nó thuộc về loại tạp ứa ngữ. Và tạp ứa ngữ nó tăng trưởng tâm tầm tứ. Trong khi chúng ta muốn thành tựu những thiện phẩm. Thì chúng ta bỏ cái tâm tầm tứ xuống. Mới đi vào trong nhị thiền. Mà bây giờ chúng ta cứ tạp nham vô ích như thế này. Thì nó trở thành là. Nó trở thành là là nuôi dưỡng cái tâm tầm tứ nó sẽ chướng ngại cho tiến trình giác ngộ của chúng ta có một số người nối tâm nói chuyện nối lời tạp ế nhưng có khi cũng không có nối mà trong tâm nó cứ nối chúng ta có như vậy không câu chuyện đã qua rồi hay là câu chuyện chưa xảy tới mà chúng ta cứ nói gì ở trong đầu mình á tự mình giống như là đọc thoại vậy đó giống như mình đang nghe một cái radio cái đầu mình như là một cái radio nó nói nó tự nói nó nói nó nói tới hồi nào đó rồi chúng ta lại rơi vào trạng thái là nói nhảm một mình nói nhảm một mình rồi nó nó nặng hơn nữa nó qua là cười một mình vui một mình buồn một mình, rồi cười cười nói nói rồi vui vui, tới chỗ đây là xong rồi, tới chỗ đây là là là, là đây là hết thuốc chữa rồi, nó nó sẽ cái tiến trình của nó đi như vậy chứ không phải tự nhiên, thành ra người ta không thấy cái cái cái, 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 cái sức khỏe tâm lý thần kinh uh, nó nó liên quan tới tập ối ngữ rồi tiếp theo lại nữa những gì là ngữ nghiệp bất thiện những gì là ngữ nghiệp được dẫn khởi phi lý những gì là ngữ nghiệp chướng ngại định cũng giống như trước đây gọi là ngữ ác hành những lời nói nào những cái nghiệp của lời nói nào mà dẫn tới những điều bất thiện lấy ra người ta bố thí mà mình nói sao cho người ta ngừng bố thí à, người ta đang có tín tâm mà mình nói sao cho người ta hủy hoại mất đi tín tâm hoặc là người ta nói sao đó người ta đang nghĩ là chánh lý mà mình nói sao đó để cho họ khởi lên cái tâm là là phi lý suy nghĩ phi lý chẳng hạn như cái chú nghĩa hoài nghi đó ở trong chính trị tranh cử chú nghĩa hoài nghi nó là số một hoài nghi để cho người ta lưỡng lự để cho người ta suy xét và mình tranh giành lá phiếu và chú nghĩa hoài nghi <laughs> nhưng mà cái khi chú nghĩa hoài nghi phát triển quá sức thì lúc đó uh, lúc đó um, nó 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 trở thành là uh, nó trở thành là, uh, gây là cái vạ miệng á thành ra cái chủ nghĩa hoài nghi này nối linh tinh lang tan nó nó làm cho cái vạ miệng xảy ra cho một thí dụ dễ hiểu ha sau khi ứng cử viên tổng thống mỹ donald trump ông, ông bị người ta ám sát hụt và sau cái ngày ám sát hụt đó thì toàn toàn bộ Đảng Cộng Hòa nó đoàn kết mạnh mẽ ở bên ông và ông lên phát biểu à, cái diễn văn à, để mà à, gọi là là trở thành ứng cử viên được Đảng nó dân chủ Đảng Cộng Hòa nó bầu lên thì à, lập trình nói cái gì cái gì mấy đọc chữ đã sắp xếp, xếp sẵn tự động ông rời khỏi cái máy đọc chữ và ông trở lại với cái những cái lời phàn nàn với những cái cái linh tinh lang tan của ông lúc đó bắt đầu bắt đầu người nó nó làm mất đi cái giá trị nó, chúng ta thấy nó rơi vô tạp ối ngữ đó rồi rồi sau đó họ đưa ra chú nghĩa hoài nghi à, trước đây thì à, họ muốn lấy cái lá phiếu của người da đen thành ra họ sắp xếp, xếp rất nhiều những cái chiến dịch gây cảm tình để họ cần cái lá phiếu của người da đen và họ tấn công vô ông Biden chính trị mà nó như vậy nhưng mà tự nhiên giữa chừng Biden thay cờ đổi gió <laughs> đưa cái bà Kamala ra cái bà cái bà này bà bà da bà đen <laughs> đó là tất cả những cái sách lược mà để chiêu dụ người da đen là thất bại thất bại bắt đầu là ông mới nói là, là, là mãi tới gần đây tôi mới biết tự nhiên bà hóa thành da đen <laughs> đó tức là câu nói đó là câu nói là tạp ớ ngữ đó người nó linh tinh nó không có định hướng rõ ràng nhưng mà cũng đưa ra chủ nghĩa hoài nghi rốt cuộc nó chút lấy cái vạ miệng làm ảnh ừ. hưởng cho cái sự yếm trợ cũng khá nhiều nó vui lắm chứng kiến những cái gì mà chúng ta nhìn trong Phật pháp chúng ta thấy những cái diễn tiến của xã hội của con người chúng ta thấy chúng ta mắc phải những cái lỗi này mà Đức Phật đã chỉ ra rất là rõ ràng vấn đề chính nó nằm ở chỗ nào lời hư dối ly chán thô ác tạp ế và tất cả những cái lời mà nó dẫn tới chướng ngại nó tạo ra cái nghiệp bất thiện tạo ra cái 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 nghiệp gọi là dẫn khởi bởi những cái điều sai những điều phi lý và những gì là ngữ nghiệp chướng ngại định trong ừ. một thí dụ chẳng hạn như về phương diện dẫn phi lý đó hồi xưa có lần à, có một số người có một số người à, họ đề nghị với thầy là một tháng nên tổ chức đi cho người hôm lết ăn một lần và và chúng ta thấy um, cho người homeless ăn nó cũng tốt. Nhưng mà trong suy nghĩ của thầy nó có hai lý do mà không thể thực hiện ở tại đây. À, thứ nhất là người homeless về mặc lý ở tại Mỹ, họ có đầy đủ mọi phương tiện chính phủ cho họ nhà cửa, chẳng qua tâm của họ buông lung và họ sử dụng ma túy nghiện ngập cho nên họ không có muốn sống ở trong cái môi trường đó mà họ đi lang thang chứ không phải chính phủ không có có cái chương trình để mà giúp họ à, an ổn cuộc sống và trở lại làm người bình thường nhật xét của mặt luật những người đó là họ có chỗ nương tựa có chỗ cậy nhờ mà chúng ta quá nhiều việc thì chúng ta không có có thể nào hướng tới họ được đó là cái 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 suy nghĩ riêng của chúng ta thôi nhưng mà nó vẫn dẫn khởi bởi chánh lý rồi thứ hai nữa là những cái việc ở trong chùa quá nhiều thứ mà thêm một cái chương trình rồi vận động người thực hiện nó mỗi tháng mỗi tháng như vậy thì nó sẽ lấy hết rất nhiều nhân lực suy nghĩ điều hành do vậy cho nên nó không có hỗ trợ cho cái cái chương trình giáo dục thành ra do vậy mà không thực hiện được nhưng có một người phật tử lại nói rằng nói thưa thầy mấy người hôm lết họ làm biếng lắm thầy đừng có cho họ ăn cho họ ăn họ quen à, chúng ta thấy như vậy thì cái suy nghĩ đó có phải chân lý không mình cho họ ăn mình duyên vào cái chánh lý nào chứ không thể nào duyên vào cái chuyện là họ làm biếng cho họ ăn thành ra khi mà khởi một cái gì ở trong pháp mặc cho mình làm hay không làm nhưng mà lý mình phải khởi cho đúng cái khởi đúng đó nó cho chúng ta trí tuệ chánh lý có thể chúng ta không có thực hiện được nó hoặc giả dạ, chúng ta miễn cưỡng phải làm một số điều sai nào. Nhưng mà trong tâm chúng ta biết rõ là chúng ta hành như vậy là phi lý. Mà hành phi lý tức là tự đoạn thiện căn Vì vậy cho nên chúng ta chúng ta phải để ý những điều này để chúng ta cẩn thận đừng có hành trì. Tiếp theo, thứ ba đó là ý ác hành ý là nó 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 hoạt động trong suy nghĩ đó là tham dục sân nhớ tà kiến đây gọi là ý ác hành tham dục sân nhớ chúng ta dễ hiểu rồi còn tà kiến tức là suy nghĩ sai suy nghĩ sai mà làm sao chúng ta biết đúng hay sai ví dụ như chúng ta nghe người lớn dạy rằng sống làm sao để không hổ thẹn với cuộc đời hay là ngửa mặt lên lên trời ngửa mặt lên ngửa mặt trước cuộc đời mà sống chứ không có sống hổ thẹn cúi đầu những câu nói như vậy nó có tính là an ủi kích thích một cái tâm hướng thượng hướng thiện nhưng nó không có được miêu tả chi tiết và người đại trí đại kinh Nói như vậy họ có thể hiểu. Ví dụ như Phật nói ba câu thôi. Đó là giúp tất cả ác. Làm tất cả việc lành. Giữ cho tâm mình trong sạch. Đây chính là ba yếu tố đầu tiên của toàn bộ hệ thống giới luật. Hệ thống giới luật của Đức Phật dạy là được phát triển trên chỉ rõ và phát triển trên ba cái tông chỉ này ba yếu tố này và những lời đó đức thế tôn dạy cho mà hạt cho cho ba anh em ca họ là một một trong những cái cái giới gọi là trưởng lão kỳ túc và họ hiểu như thế nào gọi là thiện như thế nào gọi là ác và làm sao giữ cho tâm mình trong sạch Còn chúng ta căn trí hạ liệt bị chi phối bởi những cái suy nghĩ thường tình, bởi sự thuyết phục của hoàn cảnh xung quanh. Thành ra chúng ta rơi vào trạng thái nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn một lần mà không có dừng lại được, không có nhận ra sự nhầm lẫn nhiều lần thành thói quen. Thành thói quen rồi cứ ngỡ rằng nó là điều chánh lý, là điều nên làm. Thế nên những điều này á, là những điều mà mà chúng ta thấy Phải chiêm nghiệm thật là sâu xa tường tận Chúng ta mới hiểu ra hết được Như thế nào uh, gọi là Là ý nghiệp là dẫn khởi bởi những cái điều uh, phi lý uh, Phi lý cho nên nó mới sinh tà kiến Còn tránh lý thì không có sinh tà kiến được Hoặc những ý nghĩ nào mà chướng ngại cho định chướng ngại gia định. chẳng hạn như chúng ta lấy ra mỗi mỗi ngày thực hiện một thời công phu ở tại đạo tràng pháp đạo tràng pháp bồ đề tâm này thầy khuyến khích các vị tụng một thời khóa chú lăng nghiêm vào buổi sáng nếu có thể được thì buổi tối thêm một chút gì đó nhưng mà chúng ta suy nghĩ chúng ta nói um, cái giọng của ông thầy đó hoặc là cái người kia mình thấy không có thích và cái ý nghĩ đó nó như là 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 ác ma đứng ra là chặn đường mình tiến tới cái kết quả công phu như vậy thì đó gọi là 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 điên đảo rồi phi lý rồi tại vì mình đi tụng kinh là đỡ mình duyên cái tâm mình ở trong chánh định để thành tựu định thành tựu phước mà tự nhiên cái ý nghĩa này gọi là điên đảo nó nhảy ra hay là mình tham công tiếc việc à, tham công tiếc việc mà chúng ta cứ nghĩ xem ở đây có cô cô hiền thọ cô nay bao nhiêu túi và công việc xong chưa? đời nào mà xong được? không bao giờ xong được. cho nên công việc ở đời là nó nó không bao giờ không bao giờ xong. tất cả những dự án, mỗi người chúng ta đều có cái 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 công việc hết, đều có hoàn cảnh hết. làm sao mà nó xong được? cho nên chúng ta phải chấp nhận bỏ nó xuống để chúng ta cân bằng trong cuộc sống công phu là đến nuôi dưỡng cho tâm của mình ăn uống là đến nuôi dưỡng cho cái sát thân sức lực của mình nhờ à, thì chúng ta thấy cân bằng giữa một cái công phu nuôi dưỡng tinh thần và cái vật dụng để nuôi dưỡng thân xác thì lúc đó chúng ta mới duy trì được một cái đời sống bình an việc này phải được thực tập hàng ngày rồi khi gặp những cái cái cái, cái khó khăn những cái nghịch cảnh chúng ta mới đủ cái độ bình thản để chúng ta vượt qua cũng giống như một người đã được huấn luyện nắm vững tay chèo đầu tiên là anh cứ chèo mãi quen tay ở trong một cái môi trường bình an khi đi qua cái chỗ thác gần anh có thể tiếp tục anh chèo mà không có mất phương hướng tâm lý anh nó không có tạo ra một cái chỗ là nó 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 nó, nó xung đột gọi là khắc nghiệt kịch kịch liệt và chúng ta, mình tưởng chừng như mình bị ngạ quỷ à, thì lúc đó chúng ta mới gọi là mình có cái một chút cái tự tại cái sức tự tại đó nó phải được tập trước chứ chứ làm sao tới ngày à, phiền não khổ đau quá rồi mình chạy hít hà ra ngồi chợ mua bình hoa nai chuối vài trái cây và cắm bạc anh nhang lên trên bàn thờ mình vang vái Phật thật là trí thành và mình mình giống như là mình muốn Phật là hãy thương xót con vô cùng và hãy hiện thân ngay lập tức giống như là để chặn cho con ngay lập tức những cái khó khăn này mình làm như vậy thì hoàn toàn là sinh hoạt mang tính tín ngưỡng chứ không phải là người hiểu biết trong Phật đạo cho nên những suy nghĩ gây trước ngại định, á những điều này chúng ta cũng phải chiêm nghiệm cẩn thận cẩn thận nha chứ không nó nó làm cho mình hại một bằng một ý nghĩ thôi à, và tiếp theo à, thầy nói vừa rồi như vậy là để thầy sách tấn đại chúng đó. thầy muốn nói rõ sách tấn đại chúng là cố gắng phát tâm mỗi buổi sáng công phu tổ chức xếp xếp kêu gọi phải công phu cho dù chúng ta có nói hay chừng nào, nghe hay dối bao nhiêu, nhớ thật nhiều, nhưng mà không có công phu được, thì không phát triển được đâu. Thầy công việc cũng đa đoan, cũng nhiều thứ, mà thầy phải chia nhỏ công phu ra trong mỗi ngày. Cái công phu của thầy hiện giờ là lúc mà mệt nhất, đó, đó là cái thời công phu. Lúc mệt, công việc nó tạm ngớt. Đó thì có thể là ngồi im ở trong cái xóa phòng và trở lại với cái đời sống mà mình giống như là là một cái vị một tứ Phật ngồi dưới gốc cây trúc chỉ thấy mình có bao nhiêu đó thôi. Rồi hay là hay là mệt quá thì à, nằm im à, theo dõi hơi thở độ chừng khoảng 10 15 phút à, lại đứng lên làm việc chia nhỏ công phu ra trong mỗi ngày như vậy để tự mình giữ mình và ở đây trong đại chúng công việc nó đa đoan cho nên thầy muốn các vị là sắp xếp thời gian tham dự ở trong đạo tràng đạo tràng nó có khả năng là sách tấn lẫn nhau và chúng ta thấy cái sức mạnh ở trong đó còn một mình mình lễ lôi á thì mình mình mình, mình, mình mệt, mệt mỏi á là mình sẽ bỏ cuộc đó mình không có tụng niệm quen thì mình cầm quyển kinh lên mình đọc theo, mình nhìn mắt theo hay là mình lắng nghe à, thì tất cả những trạng thái đó đều được. Tại vì tâm của mình nó cũng đang ở trong định đó nó đang ở trong mật chú đó. Nó duyên ở trong 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 mật chú đó cho nên phước nó vẫn sinh ra như thường. Thành ra những điều này chúng ta chiêm nghiệm thấy giá trị của nó và đó là cái điều mà cần phải làm thì chúng ta mới nỗ lực được hoặc có khi nào đó chúng ta nghĩ chúng ta cần phải hành diện, cần phải hiện diện để cho người khác tin tấn làm được như vậy cũng là một nghĩa bố thí ở đây cũng vậy thưa quý vị thầy cũng hết hơi vậy đó mà tới giờ đại chúng thọ trì thầy trước đây cứ nghĩ rằng thôi già hết rồi lo tu đến chùa nhưng mà quả thật là thầy không có ngồi ở, ở trong chánh điện á. tâm của mọi người hình như nó không có thâu nhiếp cao và nó nó không có phấn khởi nhiều đó cũng thật lạ cho nên à, thầy cũng phải ráng vô rồi à, tới cái giờ phải nghỉ trước một chút trong giờ công phu để giữ cái hơi để tiếp tục sau đó một giờ đồng hồ giảng kinh cho đại chúng thì à, cũng phải thực hiện như vậy cũng phải tinh tấn như vậy và cái trạng thái xuất hiện đó không phải là vì cá nhân nữa Mà là chính là vì mọi người Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy Chúng ta hiện diện là để cho thấy đạo tràng đông đảo Để cho mọi người phấn khởi Và đặc biệt là sau những cái những cái buổi đạo tràng công phu Chúng ta có thể là chia sẻ với nhau trong một vài câu nói Làm quen, rồi bạn bè hoặc là hướng ứng một số cái phật sự mà mình thấy nó cần có một số người tại sao lâu nay tôi sinh hoạt một năm trời mà mà tôi không biết rằng là đạo tràng có chương trình bát cơm hương tích <laughs> đó chúng ta chúng ta thấy dễ sợ chưa hả tức là không có sinh hoạt trong đạo tràng và ai cũng trân trọng nhau cho nên không có tiện là mình kêu mình gọi mình sợ làm phiền đó rốt cuộc là mình mất đi cái phần công đức, mình mất đi cái công đức bố thí, hoặc là ít nhất là tùy hỷ công đức uh, bố thí trong đạo tràng. Chúng ta không có tài chánh nhưng mà chúng ta tùy hỷ. Chúng ta thấy rằng là, là là công đức của người tâm mình nó tùy hỷ thì rõ ràng tâm mình là cũng là tâm công đức. Còn thấy người ta làm điều tốt lành mà mình không sinh tâm tùy hỷ thì tâm của mình là tâm gì? Là tâm tật đố. Cho nên á, mà thật đố thì nó là cái, cái 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 nghiệp bất thiện và nó dẫn tới là những cái quả bất thiện. Thành ra tại sao mà thấy 50 người tụng kinh pháp hoa mình người thứ 50 á mà tùy hỷ thì công đức vô lượng. Cái người thứ 50 này không không phải là là mình là số 50 hên xui đâu. Mà chúng ta là gì? Chúng ta tùy hỷ cả 50 người. Trải qua 50 người mình là, là người thứ 50 Tức là con số thứ 50 là trái qua 50 Và chứng tỏ Cái người thứ 50 này Là cái tâm của họ Bao trùm cả 49 người kia Cho nên người thứ 50 Là cái người công đức đỡ nhất Là đỡ nhất là so với So với 49 người <laughs> Nhưng mà nó sẽ thua Người thứ 51 <laughs> đó. Cho nên chúng ta hiểu kinh Chúng ta hiểu như vậy đó À, thành ra là còn còn chúng ta chỉ tùy hiểu được một người rồi tới mình thôi nhưng mà mình thấy được một người và tới hai người và tới bốn mươi chín người và tới mình thì rõ ràng cái tâm mình nó rất là lớn tâm mình rất lớn cho nên trong bốn mươi chín người đó thì trong bốn mươi chín cái phạm vi đó là mình công đức lớn nhất tại cái một người nó chiếm một vòng tròn người thứ hai vòng tròn thứ hai tới vòng tròn thứ năm mươi là mình thì cái vòng tròn năm mươi là to nhất mà tại sao nó to nhất bởi vì à, nó nó là ở, ở sâu nhất và nó bao trùm nhất và cái tâm nó mớ rộng nhất cho nên công đức của nó là lớn nhất. À, khi đọc kinh pháp hoa cái đoạn đó chúng ta cái ý không à. Cái ý hiểu thứ là cái người thứ năm mươi mà mà cái tâm họ nó tùy hỷ tức là cái tâm công đức đó. Còn cái tâm tật đố thì không thể nào sinh ra công đức. Thành ra đây cũng vậy. Sinh hoạt trong đạo tràng tôn niệm là để tùy hỷ công đức nữa. Chứ không có đơn giản Không đơn giản là mình thực hiện một thời khóa tụng Một cách nhàm chán Mình nghĩ như vậy đó, Là mình nghĩ rất là sai Thành ra thầy, thầy bỏ vài phút Muốn sách tấn đại chúng trong điều này Rồi chúng ta thấy thế tôn vậy Thế nào Nếu tạo thân ác hành Ngữ và ý ác hành không tu pháp đối trị sẽ đọa trong địa ngục. Lý do nào đọa địa ngục? Đó là do tạo ba ác hành. Thấy người tạo ba ác hành biết họ đang gieo nhân địa ngục. Ngữ và ý ác hành. Thân tạo ác hành. Ngữ ác hành và ý ác hành. Nhìn thấy cái nhân đó là biết vô trong địa ngục. Có người tạo cái nhân thân thì thiện hành Nhưng mà ngữ thì ác hành Có người thì thân thiện, ngữ thiện Mà là ý ác Một khi ý ác thì thân thiện, ngữ thiện Không thể nào là là thiện được Cho nên ý là điều đầu tiên Và dĩ nhiên cho dầu ý mình thiện Nhưng mà mình thực hiện bằng mình thân ác ngữ ác thì mình vẫn chịu cái quả đọa trong khổ đau nhưng nếu như chúng ta thực hiện cả ba thân ngữ ý ác thì nhất định là đặc, đặc biệt là không tu pháp đối trị tức là chúng ta là người phật tử đây chúng ta đang học cái pháp đối trị đối trị thân ngữ ngữ ý ác của mình chúng ta không nỗ lực tu cái pháp này khi mà con người hỏi đủ ba điều kiện đó thì sẽ sa đọa trong địa ngục có một đoạn kinh khác Đức Phật cũng nói bằng một cái câu kệ khác không tạo tác thiện nghiệp gây nhiều nghiệp bất thiện khi thân hoại mạng chung người ngu đọa địa ngục Đã, người ngu sẽ này sẽ không có tạo cái điều thiện không có mà thân thì gây ra nhiều cái điều bất thiện Và do vậy mà khi thân hoại mạng chung cái người ngu đó sẽ bị đọa địa ngục mời đại chúng tìm hiểu ba diệu hành ba diệu hành là ngược lại với ba ác hành từ bỏ đoạn sanh mạng từ bỏ lấy vật không được cho từ bỏ dục tà hành phương diện thứ hai từ bỏ đoạn sanh mạng từ bỏ và không à, không được cho từ bỏ phi phạm hạnh thứ ba từ bỏ các thân thân nghiệp của hữu học các thân nghiệp của vô học các thân nghiệp của phi học phi vô học nó đạt đến cái thân nghiệp ở trong thánh giới đây gọi là hành diệu hành của chư Phật mười phương. Phương diện thứ hai đó là ngữ diệu hành. Từ bỏ nói lời hư dối, từ bỏ nói lời ly gián, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời tập ế. từ bỏ ngữ nghiệp các hữu học, các nghiệp của vô học, các nghiệp phi học phi vô học. Đây gọi là nghiệp là ngữ gọi là ngữ diệu hành và cuối cùng là sống với đời sống vô tham vô sân chánh kiến nó đạt đến là gì Là ý diệu hành ý diệu hành là vô tham vô sân vô si mà vô si tức là chánh kiến đó người có chánh kiến là không có vô si à, xin lỗi là vô si không có chánh kiến tức là vô si mà muốn có chánh kiến thì phải học phật pháp ở trong giáo pháp Như Lai sẽ dẫn dắt chúng ta hình thành chánh kiến dần dần. Suy nghĩ chúng ta khi chưa học Phật pháp có thể chúng ta lệch lạc. Nhưng mà khi chúng ta học Phật pháp một thời gian, chúng ta hiểu à, như vậy là lời Phật dạy đó là điều đúng đắn. Sau khi chúng ta chiêm nghiệm rõ ràng rồi, chúng ta mới nhận định đây là lời dạy đúng đắn. Và lời dạy đúng đắn này cần nên ghi nhớ và tập làm theo. Và nhiều cái suy nghĩ nó hình thành lên thì lúc đó nó trở thành là ý diệu hành. Hồi nhỏ ở tại chùa Phước Long ráng học thuộc mấy ngàn bài kinh. Tại vì ham 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 học chữ mà không được cho đi học cho nên học thuộc vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng có thích thú gì trong những lời kinh đó đâu. Rồi à, à, rồi tất khi đi học ở trong các tu viện thì tâm nó đối chiếu. Nó đối chiếu những gì mà mình nhớ ở trong mấy băng mấy ngàn bài kinh mình thuộc. Với những gì mà quý thầy đang dạy, phần nào theo kinh, phần nào không phải. Rồi qua thời gian nhất là khi ra trú trì tại chùa Phước Long 4 năm 9 tháng nuôi dưỡng tăng chúng trong hoàn cảnh khó khăn nỗ lực xây dựng rồi dẫn dắt chúng đồ ngoại giao ứng xử làm sao còn giữ cho mình đầy đủ một cái lập trường khí khái. Điều này phải phải vận dụng tất cả sở học từ nhỏ cho tới lớn biến thành ứng dụng. Và đến ở tại Mỹ nhu cầu xây dựng một cái chương trình Phật học. Nhân lực không có, tài chính không có. Do vậy mà tự thân nỗ lực không biết thuê mướn ai và tự mình tìm kiếm soạn thảo lập lên một hệ thống giáo trình. Đọc đi đọc lại nghiền ngẫm kỹ càng tự nhiên nó nó nó, làm cho cái ý đầy đủ đầy đủ thánh giáo vì vậy mà khởi lên một ý nghĩ thì lập tức có thánh giáo nó đã sôi 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 sáng rồi sôi đường rồi đây là một cái, cái, một cái kinh nghiệm mà thầy muốn chia sẻ với đại chúng chánh kiến nó hình thành ở trong Phật pháp điều đó đúng hay là đối sai là biết ngay liền, tại vì mình có thánh giáo. Nhưng cũng không phải có thánh giáo một cách là là mấy mốc lấy một câu kinh ra rồi cứ chầm ham vô câu kinh đó và nói rằng đây là thánh giáo. Thì làm oan phật ba đời gọi là y kinh giảng nghĩa đó, tam thế phật oan. Cho nên cái yếu tố nhận biết được toàn diện ứng dụng thích hợp nó mới không làm oan cho Đức Phật. Thật đây gọi là diệu hành, ý diệu hành. Thân diệu hành, ngữ diệu hành, nó ngược lại với thân ác hành, ngữ ác hành. Còn ý diệu hành, nó lại ngược lại với ý ác hành. Cho nên Thầy nói cách gọn như vậy. Và tại sao đoạn đầu chúng ta tìm hiểu kỹ đến đoạn này, chúng ta không cần không cần gì mà phải 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 nghiên cứu, nghiên ngẫm phân tích sâu nữa. Cho nên Thế Tôn nói Nếu tu thân diện hành Diệu hành Lời và ý diệu hành Không còn duyên chướng ngại Sẽ sanh thiên hướng lạc Có những ngôn ngữ diệu hành mà vui lắm quý vị Mình đừng có để cho cái cái cái, cái, cái ấy nấy ngại ngùng mình không dám nói Mình thấy nó diệu hành đã xác định rõ rồi là mình nói mình nói một cách trang nghiêm nó có hiệu quả hôm qua ở tại bùi đề phật quốc có lễ kiết ma có một ông sư thái lan không biết như thế nào mà các cái ngôi chùa có cái lễ nào đó thì ông cứ cứ ngồi đại vô đi rồi ông cũng ăn cơm rồi người ta người ta tới cúng giường thì ông nhận cái chính là ông muốn có cái bì thư cúng dường đó rồi à, có một ông sư nữa được ông sư khác chở đi à, chở đến thì cũng vô ngồi à, mà ông này là người tích lan làm sao? ông không biết tiếng việt ông là sư nam truyền ông này thì có vẻ không phải như ông kia nhưng mà à, lúc đó làm sao Thầy là người tri sự Ở trong cái, cái lễ kiết ma tổng giới Khi Hòa Thượng Vừa tuyên xong cái phần Một phần giới Thầy cho um, ngưng lại liền Và lúc bây giờ Thầy mời Hai cái vị đó đi ra khỏi chúng Với lý do Là họ không có Cùng 250 giới Cũng giống như là à, Hai đại biểu quốc hội mà tôn thờ hai cái nền hiến pháp khác nhau họ không thể nào biểu quyết được chúng ta hiểu không ví dụ như một một một, một dân biểu quốc hội của Mỹ với một dân biểu quốc hội của Việt Nam làm sao hai người đó họ báo hiếu thế đây không vậy Nam truyền thọ 227 giới còn Bắc truyền thì thọ là 250 giới làm sao mà họ bị quyết trong một cái lễ cái 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 lễ bố tát kiết ma tụng giới mà mình đỡ im cho họ ngồi đó tức là mình bị đọa ngay thì lúc đó thầy chặn lại liền và thầy nói và bạch quý ngài có hai vị không đồng trong giới này đang ngồi trong chúng xin các thầy đưa ra khỏi trong giới trường và giải thích cho họ biết là không được tùy tiện vào ở trong giới trường như vậy thì lúc đó họ cũng có vẻ hơi buồn hơi phiền não một chút đó là do tập khí phiền não của họ nhưng mà ở trong chúng lúc bây giờ trở lại trang nghiêm rồi tới cái phần cuối có một cái câu mà Phật dạy mà thầy nghĩ này không có cần giấu cho Phật tứ đó là bảy pháp diệt tránh ở trong đó có một cái câu đáng như đáng như cỏ che đất thì cho phép như cỏ che đất tức là bấy phép diệt tránh này á tức là diệt trừ những tranh cãi ở trong tập thể mà có những trường hợp là cái cỏ đó cái chỗ đất đó nó xú ế bây giờ không làm sao được cho nên phải lấy cỏ phủ lên gọi là như cỏ chê đất nhưng mà không phải chê rồi bỏ đó chê rồi chúng ta sẽ tìm cách là chúng ta tháo gỡ nó chúng ta rút cái cái cái, nước hư đó đi đó gọi là trường hợp mà ứng xử như cỏ chê đất cho là tạm thời một cái đại một cái tập thể to lớn mình đem một cái chuyện xấu sai ra mình làm cho nó banh chanh ra Như vậy thì làm sao Mà đại chúng đó Tập thể đó Nó thanh tịnh hòa hợp được Một hai người có lỗi Đem một hai người có lỗi đó Cứ làm banh chanh ra Tụi Bao nhiêu công đức Và sự nỗ lực của người khác à, Cho nên là hư là là, 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 là hoen ố hết Và thầy cho một cái hình ảnh Một cái hình ảnh thô Cho các vị thấy giống y như là gì giống y như là một cái một cái bịch phân mà chúng ta banh chanh nó ra chúng ta bới nó ra chúng ta nói bà con ơi ở đây có phân này và mỗi người nghe phân đâu phân đâu chạy tới xem và tất cả lỗ mũi của mỗi người đều trở nên hôi hám cho nên nó là cho nên trong trường hợp đó Phật dạy là như có chê đất tức là tạm thời là phủ lóc nó lên Cho nó sạch sẽ Để tiếp tục với một hành trình Thì đó là cách ứng xử Bảy pháp diệt tránh Tức là bảy cái phương thức diệt trừ Trên cãi hay lắm Chúng ta nên sử dụng trong một cái tập thể Nhất là ở Hán sướng rồi cũng nên sử dụng nó Vận dụng cho đúng Đáng chứ không phải là lúc nào cũng như có chê đất ha Đấy đáng đáng tức là thích hợp và phải sử dụng cách đó đó là một cách của luật sư một cái có chánh án khéo léo thì cái vị thầy lớn đọc con mắt nó nhầm là ngài đọc á là đáng như có che giấu thì nên như có che giấu <laughs> nó nó lập một chữ là sai rồi mà chữ sau còn lập lại y chang nó nguy hiểm quá mà ở trong tên thì tại sao là họ biết hết nhưng mà họ vẫn im lặng Cho <laughs> nên cho nên đó. rồi cuối cùng đó là các vị có thanh tịnh không dạ mà cũng mà im ru không không có phản đối cho nên thầy thấy nó nó khó quá cái là thầy các, các vị thầy đã đọc nhanh tiếp một câu nữa thì buộc là thầy phải thầy phải phản đối câu này câu này thầy, người ta nói dạ kính kính bạch ngài kính thưa đại chúng y theo luật văn thì đây là như có che đất chứ không phải là như có che giấu <laughs> đó là, đó là, đó là, xin xin đại chúng là xác minh lại tại trong tâm nó, nó rõ lại á à, và nó có những điều hay lắm có những điều hay trong cái chiếc ma như vậy đó thành ra trong cái ứng xử này là chúng ta cũng đạt đến cái chỗ là là ngữ diệu hành mà đi ra ở ngoài thì quý thầy khen quý thầy nói rằng thầy thầy quyền châu phản ứng rất là nhanh chóng và giữ gìn ở trong pháp tại trong luật mà trong cái ứng xử của một môi trường luật mà mình là một tri sự về luật mà mình không phản ứng là không được mà mình phản ứng sai luật là mình hỏng ngay nó khổ vậy chứ chứ đâu phải là mình mình có thể mình từ từ mình cân nhắc đâu thành ra là cái trong môi trường này là môi trường phải thật là nhanh chóng và phải thông thạo ở trong người là mình mới phản ứng và phản ứng có lỡ độ phản ứng không có không có làm cho người ta bực bội và trở lại họ trân quý Và biết ơn những cái cái việc như vậy á ý diệu hành như vậy á là phải đọc phải nghiền ngẫm phải thọ trì phải nói như vậy để các thầy các cô xuất gia phải để ý điều này không đơn giản chỉ là nhớ thôi mà nó còn tập thông thạo lão luyện ở trong người như vậy mới được rồi mấy cái mục nho nhỏ thầy xin lướt qua nữa cho xong đó là ba bất thiện giới dục giới sân giới hại giới đó là ba bất thiện giới cái phạm vi của dục phạm vi của bất thiện phạm vi của hại ngược lại ba thiện giới đó là xuất ly vô sân vô hại tức là cái đường nào mà đưa chúng ta ra khối luân hồi á đó, đó là là đường thiện là cái cái ranh giới của thiện của vô sân vô hại còn còn ba ba giới nữa đó là gì là dục giới sắc giới vô sắc giới những chữ này thì chúng ta đã nghe quen rồi phải không có một bài kệ nên nghe qua tay để chúng ta kết duyên những ai đã biến tri dục sắc vô sắc giới vượt tất cả sanh y thân chứng vô dư y sanh y tức là cái thân mà mình sẽ sẽ tái sanh đời sau đó thân chứng cam lộ giới cam lộ giới tức là cái phạm vi an lạc hạnh phúc của đây là chỉ cho niết bàn thân chứng cam lộ giới vô lậu bất tư nghì thế tôn nối niết bàn vì lợi ích hàm thức Tiếp tục cuối cùng đó là ba giới sắc giới vô sắc giới và diệt giới là giới thiệu cảnh giới diệt độ niết bàn hữu tình trụ sắc giới và trụ vô sắc giới do không chứng tri diệt nhất định phải luân hồi cho nên thiên chúng ở trên cõi trời sắc và vô sắc mà không chứng được cái sự diệt tận là tri diệt lại không hiếu được cái cảnh giới diệt độ à la diệt độ niết bàn đó thì phải chịu luân hồi cho nên không phải tu lên trời tức là chúng ta có an vui đâu mà nó cũng chỉ là an vui một chút một thời gian hơn của người nhưng mà nó vẫn bị luân hồi nếu biến tri sắc giới không trụ nơi vô sắc hướng thẳng cứu cánh diệt sẽ giải thoát tứ sanh nếu chưa biến tri xét về cái sắc giới này không trụ nơi vô sắc à, hướng thẳng cứu cánh diệt đây là cái trạng thái vượt qua khỏi phi tưởng và đi vô diệt tận định sẽ giải thoát tử sanh chúng ta thấy bất cứ bài kệ nào đức phật nói bốn câu hoặc là nói một câu hoặc là nói nói nhiều câu nhiều bài thì cuối cùng vẫn đến Đánh giới đó là giải thoát sanh tử. Đây là cái điểm tuyệt diệu mà ở trong tất cả thi kệ kinh văn đều miêu tả như vậy. Hay như là Phật cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, hôm nay chúng ta dừng ngang đây. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Nam mô A Di